Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mi tên Pashua. Chào các bạn. Muito obrigado. Agora, mai vai falar. Sim. Ok, hello, chào các bạn. Ok. Fala. Ok, hello, já acaba, me intento, aleluia. Ok, ok. Tá bonito. É, và trường đó là rất nhanh, mọi người nhé. Hôm sau mình sẽ mở lớp dài luôn đấy. Depois vai assinar uma... Sim, sim, sim. Tudo. Estamos fazendo a doutrina mesmo, sim. Ok. Estamos fazendo a doutrina. Ok, chào mừng các bạn quay lại channel Hùng Cá Vlog Cuộc Sống Người Châu Phi. Thì hôm nay mình lại, bác trưởng thôn cũng có nói là một gia đình là cái bác này cũng rất nhiều tuổi đấy, nhiều tuổi hơn bác trưởng thôn. Cái là mai về là mai tem mais anos de mais velho, né? Eu tenho mais ano do que ele, ele é mais novo. Ah. Ele é 50 e tal. Okay. Ele tem 60. Yeah. Sim. Ok. Yeah. Thì cũng có hoàn cảnh rất là khó khăn. Chỉ ở một mình với là con cái hình như không có, hình như có một em. Tem mais phê liệu assim, né? É, é assim. Tem mais. Tem uma menina tá no ombro, na cara. Ah, só dois, né? Só tem dois. E três está em Luanda. Ok. Sim. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà bà Cải luôn. Cũng là rất khó khăn trong cái đồi lên mình nông nghiệp anh em mình. Tuổi già rồi mà cũng phải đi làm mọi người. Thì bây giờ sẽ đi vào đấy luôn. Você pega aí, senão ele vai sair. Sim, você... Pode ir, mas vamos. Oh, meu. Ei. O meu filho já tá aí. C'est ça. Ok. On t'a dit, ma belle. Ok, donc. Ça, c'est gratuit. Oui, donc, bien. Viens, à toi. Viens, calme, passe-moi. Ok, t'es au fil. Viens, attends. Ok, merci. À, đấy là nhà bác cùng làm trong đồi nông nghiệp anh em mình mọi người nhé. Thì bác ấy là hôm nào cùng làm đi làm đấy. Là vì làm vì rằng vì không phải là công việc là bắt đi và đi đến anh em mình là gọi là cùng bữa có bữa trưa để ăn đấy, và cũng có rất nhiều quà gửi đến đấy, cũng như hôm trước gạo rau rồi là anh Đống cũng tặng xoong nồi cũng rất, một số thứ và cứ đi làm là buổi trưa là có đồ ăn, nên là bác ấy cũng muốn là nói chung là sức khỏe cũng đang còn nhưng mà không được khỏe như những thanh niên. Và e teu tem quantos filhos? Eu tenho três. Um está em Luanda, outra filha está no Ambo. Sim. Conhece? Sim, conheço. Là có ba người con một người, một người là đi làm ở rất xa thành phố, là người con trai đâu, và một người con gái là cùng đi lấy chồng đi theo chồng. Bây giờ chỉ con em này, mà em này cũng là trong đội bóng của mình mọi người nhé. Thì cùng em đấy là không đi làm gì đấy, là bố em đấy là ở nhà ele vai ficar cá chẳng đấy. Em đấy là ở nhà ele é o que está construir xây nhà mày em muốn cá qua tôi đây. Thế là ở nhà em ấy là từ xây mọi người nhé, xây bằng cách đất đấy, xây phong của em ấy đấy. Em ấy cũng rất là biệt làm đấy, từ xây một căn phòng này xây được nửa đó đấy. Là xây qua tu đèn này. Sim, é qua đèn. Uma mulher da onde? Eu? Não tenho. Faleceu muito tempo. Faleceu? Sim, estamos numa segunda dose. Ah, quando ele está aí? Sim. Deixou mesmo assim. Ah, bác ấy cũng là không có vợ mọi người nhé, vợ cũng mất rồi, giống như bác trưởng thôn là cũng mất vợ, có khi là em này em út là khi băng thế này là cũng là vợ mất, cũng là hoàn cảnh bên này là rất nhiều hoàn cảnh là khó khăn mọi người. Thì anh em mình là cứ giúp được ai đến đâu, giúp được người nào thì anh em mình cứ giúp từ từ vậy. Khi những cái hoàn cảnh rất đặc biệt khó khăn thì anh em mình sẽ hỗ trợ một phần nào đó được. Thì bên này thì cũng là đi đến thăm nhà thì cũng chỉ là gửi cho người dân đừng báo gạo cũng như là một ít dầu ăn cùng và muối đường đấy. Vì những cái này là người dân cùng chủ yếu là cần những cái đó. Cần thì cần rất nhiều mọi người ạ. Nhưng mà những cái đó là thiết thực mà anh em mình có thể là dễ dàng mua được. Đấy, nhưng qua những phần quà này thì mình cũng muốn là cảm ơn những nhà hảo tâm và các mạnh thương quân Việt Nam mình. Các mạnh thương quân ở Việt Nam mình đấy cũng gửi đến cho anh em mình, thì anh em mình cũng sẽ san sẻ cho người dân đấy. Từng nhà một anh em mình có thời gian.
giúp đỡ những người dân khó khăn như vậy. Và bác ấy cũng là đến làm chỗ nông nghiệp em mình là học hỏi cũng như là rất là nhiệt tình. Tuy sức khỏe là không được chưa được mạnh khỏe lắm. Vợ mất con cái đi cả, chỉ còn hai cha con ở nhà mà căn nhà rất là nhỏ. Đấy, trong nhà nhỏ mọi người, trong nhà thì chắc trong nhà cũng không có cái gì đâu. Đấy, trong nhà thì cũng tài sản thế này thôi. Bên chỗ này là chỗ nấu ăn, đây là những cái đồ này. Và bên này trong này à cái quá tụ đúng mi. Sí. À, trong phòng phòng ngủ thì cũng không có gì, chỉ có một cái tấm này để ngủ. Đấy, cũng không có gì cả. Nhà bác ấy rất bé, chỉ có hai cái phòng nhỏ thế này thì em nhỏ ấy thì mày phải xây thêm một phòng bên kia này, chắc là phục vụ sau này nếu gọi lại vợ đấy, chắc là xây được để chuẩn bị nha. Mấy phải lưu? Sì. Ese mete casa depois vai para a mulher vai casou fia fica aí. Não, mas com o tempo será. Vamos fazer mais uma casa grande. Já. Yeah. Mas agora ela já iniciou. Então vai ficar aí. Ah. É. Okay. Até andar do pé. Fica aí, tem quatro depois que era mulher. É mesmo. Mulher vai olhar onde? Sim. Quatro, vai dormir, dorme junto com o mais velho. Ele está dormindo mesmo comigo, esse tempo. Não, quando tem mulher, ah, tem que cair. É mesmo, sim. Ganhar, é melhor sair bem lá, né? Sim. Um pouco aí, fica só aí. Đấy, nhà đang xây dở bên đó. Dạ. Esse hoje veio. Estudo é tu no nosso Vietnam lá, me manda aqui. Eu agradeço muito. Yeah. Agradeço muito. Yeah. Aqui tem açúcar, sal. Yeah. Também. Muito obrigado, agradeci. Aqui é arroz. Muito obrigado. Vai receber. Isso. Agora me casa no chão. Tem o celular aqui. Thì mình một lần nữa cũng thấy mặt là những mạnh thương quân và các nhà hảo tâm Việt Nam mình cũng gửi đến những phần quà rất ý nghĩa và thiết thực cho những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi mọi người nhé. Rất là vui mừng khi nhận được những cái này. Rất là alegre này. Sì, tôi cũng rất là alegre. Ok. Sì, sì. Muito bonito. Và từ hôm nay và học ngày mai đấy thì mình sẽ bảo bác ấy là nghỉ ở nhà đi. Hoặc cho em ấy đến làm ở chỗ nông nghiệp để em ấy học hỏi những cái gì mà anh em mình biết được, cũng sẽ hướng dẫn lại cho em ấy là để phục vụ sau này cuộc sống lâu dài của em ấy mọi người nhé. Vì là bác ấy cũng có tuổi rồi thì lúc học làm ở nông nghiệp ấy cũng sẽ không là ghi nhận hoặc là học hỏi được nhiều ở đây, thì tuổi trẻ thì nó khác mọi người nhé. Thì hôm sau là mình sẽ bảo bác ấy là cho em ấy đến làm ở chỗ đó cùng với anh em mình để cùng với những hỗ trợ là em ấy dạy hướng dẫn em ấy làm nông nghiệp để sau này là để em ấy có thể tự làm cuộc sống lâu sau này. Dạ. Depois levar ele vai meter lá o atrapo como aí lá no cultivar. Sim, sim. Depois ele vai ver como depois grava bem depois para ele depois mais tempo ele vai. Tá bom, tá bom. Pode fazer uma horta. Sim, sim. Sabe muita coisa para aí depois para a família como mulher. Ok. Outro tempo. Muito obrigado, sim. Tá bom. Yeah. Ok. Depois, essa não vai acabar já, né? Sim. Ah, essa... Vai acabar. Hoje? É. Hoje não vai. Essa ainda está faltando uns três dias. Porque ele sozinho que está fazendo. Tira a dobe, faz já. Era os dois assim mesmo, hoje, amanhã deveria acabar. Sim. Đấy, thì bà ấy cũng bảo là để cho em ấy là
làm xây cái nhà của em ấy xong, cái gọi là cái phòng của em ấy xong thì sẽ sang chỗ bên nông nghiệp làm. Thì còn bây giờ thì trước mắt thì cùng bác ấy sẽ sang giúp đỡ anh em mình bên đấy, là chờ em ấy làm nhà xong thì mình sẽ gọi em ấy sang bên chỗ nông nghiệp đấy, cùng hướng dẫn cho em ấy làm nông nghiệp để sau này em ấy phát triển, khi anh em mình là đi khỏi ở chỗ này rồi đi đến vùng khác thì em ấy là có thể tự làm được ở nhà đấy, là cũng như vậy. Còn bây giờ em ấy đúng mặc làm bần làm cái nhà phong của em ấy để chuẩn bị cho tương lai sau này, là khi nào muốn căn gia đình vợ con thì sẽ có đó, cái gì cũng phải chuẩn bị trước. Mà bây giờ hơn nữa là hai cha con ở trong này thì cũng là hơi chật chội. Thì một lần nữa mình cũng muốn thay mặt là người dân và bà gia đình bà cái cảm ơn những mạnh thương quân và các nhà hảo tâm Việt Nam mình đã gửi đến những phần quà này ý nghĩa và thiết thực cho người dân mọi người nhé. Thì video hôm nay mình cũng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video này hay và video có ý nghĩa thì hãy nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Cà Cà Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ mình có động lực giúp đỡ người dân nghèo ở miền núi Châu Phi cũng như là các em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi mọi người nhé. Chào các bạn. Alleluia. Muito obrigado. Tá bom. Bem, tá bom. Tá bonito.